Hút thuốc lá ở Anh và nói chung ở đa số các nước châu Âu khá là lích kích bất tiện. Ở nơi công cộng, ngày nắng cũng như ngày mưa, muốn hút thuốc đều phải ra ngoài trời. Theo quy định áp dụng từ năm 2007, các không gian kín như quán cà phê, nhà hàng, khách sạn, ga tàu điện, văn phòng, v.v. đều không được phép hút thuốc. Thậm chí nhiều khu vực sân ga ngoài trời, cửa các tòa nhà cũng có thể bị cấm. Mỗi hành động hút ở nơi không được phép có thể bị phạt 200 bảng ngay lập tức. Cấm hút thuốc trong các không gian kín hoặc nơi đông người là cần thiết để tránh những người xung quanh phải tiếp xúc gián tiếp với khói. Nhưng nói chung, thái độ tuân thủ của mọi người cũng rất quan trọng. Ở Anh, người ta thực hiện các quy định này tốt hơn ở Italia. Như sáng nay, khi tôi đứng ở sân ga, thậm chí có người chủ động ra nhắc tôi là ở đây không được hút thuốc và tôi nên ra ngoài. Thuốc lá có thể nói bị đối xử như một mặt hàng đặc biệt ở Anh. Mua thuốc lá cũng có những quy tắc riêng. Siêu thị không được phép bày công khai trên kệ. Thông thường đều phải cất trong tủ đóng kín, có người hỏi mua mới mở ra. Thuốc lá bị cấm bán cho người từ 16 tuổi trở xuống. Người bán có thể từ chối nếu thấy khách mua quá trẻ và không xuất trình được giấy tờ chứng minh tuổi. Còn từ giữa năm 2016, nhờ một quy định mới về đóng gói bao bì thuốc lá, mà giờ tất cả các bao thuốc ở Anh nhìn đều tối giản giống hệt nhau. Các bao thuốc đều có màu tối, không bắt mắt, phải in đủ các hình ảnh và thông tin cảnh báo sức khỏe. Quy định này nhằm làm giảm sự hấp dẫn về thị giác của bao thuốc, và cũng giống như tất cả các mặt hàng có hại cho sức khỏe khác, thuế đánh vào thuốc lá rất cao. Trong rất nhiều các quy định liên quan đến kiểm soát hút thuốc ở Anh, việc đánh vào kinh tế tỏ ra có hiệu quả rõ rệt trong giảm tỷ lệ người hút. Một bao thuốc lá loại phổ biến thông thường như thế này có giá từ 8 đến 10 bảng, tính ra là đến gần 300.000 đồng. Nhiều người hút cho rằng động lực lớn nhất để họ bỏ được thuốc lá đó là giá thuốc quá đắt. Giá thuốc cứ tăng dần dần và ngày càng đắt. Thú thực là vì tốn kém quá và nghĩ đến sức khỏe. Tôi cũng đã cố gắng bỏ 3 lần rồi. Thuế thuốc lá rất cao. Tôi chuyển sang hút thuốc điện tử cũng vì rẻ hơn một chút. Nhưng nói chung hành động hút, bất kể là hút thuốc gì, thì cũng đều ảnh hưởng đến sức khỏe của mình và những người xung quanh. Hút thuốc là thói quen cá nhân, cũng chẳng tốt gì. Nên tôi đồng ý là hút thì vẫn nên để ý tránh làm phiền người khác. Nếu bỏ được hẳn, không hút gì nữa vẫn là tốt nhất. Ở các nước châu Âu, hút thuốc vẫn được tôn trọng như mọi hành vi thuộc về cá nhân. Nhưng hút thuốc ở đâu, thế nào để không gây ảnh hưởng tới người khác thì ngoài quy định của luật, còn tùy vào quan sát và thái độ tôn trọng xung quanh của người hút. Vì đây thậm chí được coi như thước đo đong đếm một thái độ ứng xử có văn minh hay không.